hơi sơ sót và không có bỏ tiền trong túi cho nên lúc này thường được 100k. 3 chiếc cơm. Mình còn 2 phút nữa nha. Hello, xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Chào các bạn nha. Các bạn ơi, thì hôm nay team của tụi mình thì 7 đến và Pháp. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Thì hôm nay để cho một cái thử thách cho Pháp và đến hai anh em, là thử thách là mỗi một người ăn 3 chiếc cơm. Mỗi người ăn 3 chiếc cơm trong vòng 15 phút. Trong vòng 15 phút, nếu ai ăn trước hết trước thì người đó sẽ chiến thắng, nhận phần thưởng được 100k. Trước khi ăn thì hai anh em có đôi lời gì không? Cái đường ăn của con thì chắc yếu hơn Pháp, nhưng con sẽ cố gắng nè, cố gắng bên này lấy giải thưởng 100k. Với Pháp bên ăn thì Pháp cũng mạnh lắm mấy bạn này. Mình thì bên ăn yếu, nhưng bữa nay mình rất cố gắng kiếm phần thưởng về cho mình. Bây giờ thì cũng nói với các bạn thì dĩa cơm thì gồm có đây đó là dưa leo, cà chua, cải, thì thịt nướng nha, sườn nướng. Còn ớt này thì ai ăn được thì ăn, ai ăn cũng được thôi, nhưng mà phải ăn hết trong dĩa ha, trừ chai ớt ra. Ăn bài ớt đây, cái khăn để tay ra miệng nha. Bây giờ bắt đầu, 1, 2, 3. Ai người ta ăn gì rồi đó này. Đó là chị Giang nè. Ôi, có mời các bạn ăn cơm cùng mình nha. Mời các bạn ăn cơm nha các bạn. Ngon quá bạn. Bé ăn cơm ngon bạn. Ăn gì vừa hết rồi. Mời các bạn ăn miếng thịt chiên với mình nha. Thì bây giờ hồi nãy mình cũng nói là cái phần thưởng là 100k các bạn. Nãy mình cũng nói chung cũng hơi sơ sót và không có bỏ tiền trong túi, cho nên đây phần thưởng 100k mình để đây. Còn cái phần thứ hai nữa là mình quên đó các bạn, là nãy mình quên bấm giờ. Thì hồi nãy là 10:40 nha các bạn, 10:40. Thì bây giờ mình tiếp tục là mình bấm thời gian. Thời gian này là mình, thời gian này là nó chạy tới các bạn. Mình bấm là cho nên là nó chạy tới hoài. Thì hồi nãy là 10:40, 10:40 15 là 10:55 phút nha các bạn. Rồi, bấm. Nói chung á nói chung với các bạn á là mình làm cái clip mà thử thách thời gian này cũng lần đầu, cho nên còn hơi thiếu sót, mong các bạn thông cảm. Bỏ qua cho bác. Được rồi. Trời ơi. Ngay ngay vô nghe. Bác ơi, các bạn cứ ăn được. Nhìn thấy cái ăn thì thắng các bạn ơi. Bên đây còn mấy cái ớt à? Còn một cái à?
Thời gian mình trừ lại hồi nãy là 3 phút nha các bạn. Pháp đã hết dĩa rồi. Đã, hết dĩa. Ăn sạch sạch vô Pháp ơi. Nha. Không còn cơm nữa nghe không? Còn ớt thì bạn nào muốn ăn thì ăn. À, Pháp với đến cũng kẻ tám lạng người nửa cân nha chứ. Mình ăn lớn dở. Hết dễ rồi bạn. Mời bạn dễ thứ hai nha. Chú Bảy làm khéo quá bạn ơi. Nhìn miếng thịt thèm liền luôn. Mời các bạn ăn dĩa thứ hai của mình nha. Các bạn ăn tốc độ lên nha, thấy gì chứ không kịp thời gian đâu, thời gian gì thấy gì chứ là 4 phút mấy rồi đó. Gian là không cho xem, không cho bạn Pháp và bạn Sơn xem, đấy bạn Pháp và bạn đến. Mình thấy hai bạn ngồi ăn mà mình cầm máy quay mà mình thèm luôn các bạn, chảy nước miếng. Không phải là ngon quá bạn. Ăn nó sướng bạn. Nó ăn hết rồi. Ăn đỏ làm lụm rồi. Nước súp là ngon các bạn. Vâng ạ. Nó quá khỏe lắm. Thật không bạn? Giờ Pháp chuẩn bị hết dĩa thứ hai nha. Quá nhiều bông. Cũng ngang tài ngang sức đó. Đến còn chừng 2 muỗng nữa là hết dĩa thứ hai rồi. Dĩa hai ngon quá bà ơi. Gán ăn nữa bà. Mình thấm thế gì đâu. Bây giờ mới có khỏi giọng không à. Chứ bình thường. Thời gian còn dài lắm. Thời gian còn dĩa hai các bạn. Mới nãy giờ mới có nửa thời gian đó. Thôi giờ thắp lưng rồi. Thôi cái đó là rất ngoài thôi đi. Ít ít.
mình cứ thấy trò chuyện chút được không Phát? Quá khứ rồi. Cố lên Pháp ơi, nếu tính là thời gian trì hao luôn là 10 phút rồi đó, còn 5 phút nữa hả? Vâng rồi. Mình hết dễ thứ hai các bạn. Dễ thứ ba các bạn. Pháp mình quá khứ. Mình uống hết cái bánh này luôn, hết này luôn nha. Trời trời hết đất luôn. Đến chừng quá rồi. Ba chén luôn ra. Chừng rồi. Mà các bạn dễ thứ ba nha. Mà các bạn ăn dĩa thứ ba của mình nha. Cố lên đi. Coi chừng không kịp thời gian à. Mất 100 ngàn đó nghe, không phải đơn giản đâu. Gắn lên đến ơi. Con gắn ngày em ngày xin thiên. Quá khứ rồi, nghĩa cơm nhiều quá. Nhiều gì điếu nhau, nhiều gì. Hẳn mới lộn ngon lắm. Cơm mày ngon quá. Mới cô phát cái đất xong mà sao con thấy nhiều quá nè. Nắp rau, thịt cũng bự không hả? Chuyến sau chắc thử thách 4 dĩa quá. 4 dĩa quá. Bốn dĩa biết tôi đến nhận kèo bảy, biết tôi biết nhận kèo bốn dĩa không? Thôi bốn dĩa là Pháp ăn quá. Đến xiết lên đến Pháp nó hơn nửa dĩa rồi đó. Wow. Tem mình ăn ớt dở lắm các bạn ơi. Nói về ớt thì thôi, chịu. Cái mình ăn ớt thì ấp cục nổi luôn nào. Nó dễ cơm thì gắp hết trơn á. Cái đó nãy bảy cũng làm là cũng đều hết trơn á mấy bạn ơi. Nói chung là mỗi người một miếng thịt thì mà một một dĩa cơm vậy là cơm đó là lường luôn đó. Lường đó một dĩa là một con chén thôi. Quá khứ à. Nãy mình cũng tính cân cho các bạn cân đều luôn đó, nhưng mà ngặt con cái là chưa có cây cân. Chưa có mua cây cân cho nên là chỉ có lường thôi các bạn. Bây giờ thông tin cho hai bạn biết là mình còn 2 phút nữa nha. Trời, dư 2 phút nữa chết luôn rồi. Trăm cụ lợp. Nó bự quá. Trăm cụ thôi. Để mình thua nữa rồi ta. Cố lên. Tiếp mình cục quá. Không nữa. Thank you.
Rồi Pháp còn cục thịt nữa. Còn mẹ không các bạn? Rồi. Rồi à. Không nhé các bạn. Mình còn mình cũng hết nha các bạn. À, thời gian cũng vừa gần hết luôn các bạn, tính thời gian trừ 3 phút là bây giờ là 11 phút 53 cộng 3 phút là 14 phút 53. Có nghĩa là bạn Pháp đã hoàn thành cái thử thách là 3 dĩa cơm trong vòng 15 phút nha các bạn. Rồi, bây giờ phần thưởng. Đây 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 đây. Mời bạn mời Mr. Lớn đợt sau cố gắng hơn nữa các bạn ơi. Mình vô ăn Pháp nữa các bạn ơi. Trong cái việc ăn uống mình chưa có lần nào mình được giải được thưởng hết chưa. Mình thua đó các bạn ơi. Thông cảm rồi. Bảy và cũng xin chúc mừng cho Pháp ha. Đến cũng đừng có buồn, cố gắng chứ sau sẽ ăn tốt hơn. Thử thách cái gì đó thì cứ nói. Thì cái cuộc thử thách năm nay ăn 3 dĩa cơm thì Pháp là người chiến thắng. Thì Bảy, Pháp và Đến xin chào. Chào các bạn. Clip lần sau xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào.